Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới một cái series mới. Cái series này thì chắc hẳn là một cái huyền thoại ở trong làng Minecraft rồi. Và thực sự là mình làm cái series này cũng một lần, nhưng mà ở cái bản cũ và được khá là nhiều bạn hưởng ứng. Còn cái này là bản 1.12.2. Thì không cần phải giấu giếm, cái series này là một series huyền thoại mang tên là Hair Seed. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đừng quên là một series chúng ta sẽ làm 10 tập và cứ gọi là so le một series. Chúng ta sẽ chơi theo dạng gọi là kiểu bình yên đấy, nuôi thú vật các thứ. Và một series chúng ta sẽ chơi theo kiểu PvP. Và sau series Pixelmon thì chúng ta tới với series Hesit, là một series PvP khá là hay. Đó. Thì ok, không làm mất thời gian mọi người nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với lại cái series Minecraft Hesit luôn. Và trước khi vào với clip thì mình chỉ mong các bạn hãy like cũng như là chia sẻ để giúp cho cái kênh của mình nó lấy đề xuất nha. Đây là bản 1.12 với 95 mod và nó sẽ có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể khám phá. Cũng như là mình đã cài gần như là đầy đủ mọi thứ rồi. Mình không cài shader bởi mình sợ nó nặng, bởi vì đã tới 95 mod rồi. Không cài resort pack bởi vì là cái mod này nó đã có một số cái mod nó liên quan tới resort pack rồi. Cực kỳ là hay luôn anh em. Đấy, thôi vào luôn anh em. Chúng ta sẽ tạo một thế giới mới ha. Chúng ta chọn chế độ chơi sinh tồn. Và tất nhiên rồi, mình sẽ bật gian lận nhá. Cái này thì mình sẽ bật gian lận tại sao? Bật luôn cả dương thưởng. Mình sẽ sử dụng keep inventory, bởi vì là với một cái người mà chơi game gà như mình nhá, thì mình sẽ phải sử dụng Keep Inventory. Nếu mình không sử dụng thì mình sẽ toang. Ok, let's go. Ở cái bản này thì nó sẽ có một số cái tip nữa anh em. Đấy, các bạn như mọi người thấy này, nó sẽ có một số cái tip ở phía dưới khi mà chúng ta vào game. Nhưng thực ra thì nó cũng không quan trọng lắm đúng không? Rồi, hiện tại là chúng ta đã có mặt ở trong game. Ui, sao mình thấy dân làng? Wow, hình như là mới vào mình xuất hiện tại một ngôi làng luôn. Hôm bữa mình chơi Pixelmon mình cũng xuất hiện tại một ngôi làng. Và hôm nay mình chơi Hesit. Tuyệt vời, chúng ta cũng xuất hiện tại một ngôi làng anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Và việc đầu tiên ta sẽ là lấy đồ này. Chúng ta sẽ có một cái cúp đá. Và chúng ta sẽ có táo, có cá, có đồ, rất nhiều đồ anh em. Cái gì đây? Cái này là cái gì thì mình không biết nha. Từ đấy thì, ui, Jade là viên ngọc đúng không? À, chúng ta có thể làm được cái Jade Sword. Nhưng mà chỉ có 1.6 đam nữa hả? Hơi cùi bắp. Ây chổ, cái này nó có nhiều loại vậy. Thì có mấy cuốn sách Tinder nữa anh em. Đấy. Nói chung là có khá là nhiều thứ mà chỉ có ở bản Hesit nhá. Đồ Obsidian. Wow, anh em ơi. Đẹp, nice. Nói chung là có rất là nhiều thứ mới chúng ta có thể khám phá so với cái bản 1.7 nhá. Bình thường ngày xưa là chúng ta chơi bản 1.7, 1.5 gì đấy. Thì cái bản đấy ta có thể chém liên tục được, còn cái bản này thì không được nhá anh em. Bù lại thì nó có rất là nhiều thứ nhìn rất là lạ nhá anh em. Đấy. Wow, nhìn kinh điển luôn. Cái này, cái sách này là sách, cuốn sách kinh điển thôi anh em. Cuốn sách này thì mỗi lần mà chúng ta chơi Minecraft Hesit thì chúng ta đều có. Rồi, chúng ta sẽ đào cái giường này ra. Đầu tiên thì chúng ta gọi là khá là tuyệt vời, mới vào là có ngôi làng luôn thì cứ gọi là điềm lành tới anh em ạ. Đấy. Thì không biết là ở cái bản này nó có mấy cái tòa tháp hay không. Ái chà. Đấy, các bạn có thấy không? Ở cái bản này ấy, hình như là nó có sử dụng đến resource pack rồi hay sao anh em. Và các bạn nhìn góc bên trái ở phía trên không? Đấy, nó có cái khối cỏ này. Đấy, chúng ta có thể sử dụng xẻng để đào nhá. Đấy, nó chỉ chúng ta là cái này nó là cái gì và chúng ta có thể sử dụng cái gì để chúng ta đào. Đấy, ví dụ cái này hàng rào gỗ sồi thì chúng ta sẽ sử dụng AC, dùng dìu để có thể kia. Còn ấn O sao? Ấn O thì nó sẽ hiện cho ta một vài cái thứ gì đó mà mình chả biết nó là cái gì nữa anh em ạ. Bạn đã biết cái này là cái gì thì comment ở dưới cho anh biết nha. Cái ngôi làng ở đây thì nhìn nó cũng khá là khác. Vừa rồi thì mình thấy có một cái animation mở cửa cũng khá là đẹp. Để mình thử lên mình test thử cũng cái gì đấy. Đấy. Cái này lá cây thì không thể dùng tool để sử dụng được, nhưng mà có vẻ nó hơi sai rồi. Đây, như các bạn thấy là cái cửa này. Mình sẽ, đấy anh em thấy không, cái animation mở cửa luôn. À, trong cái làng này có quần áo giáp dùng các thứ nhá. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái này cần thiết đấy. Rồi, có thêm một cái kiếm nữa. Để mình xem cái kiếm này đam bao nhiêu. Ủa sao cái đam của cái mấy cái trò này nó bé vậy? À, cái này là tốc độ tấn công chứ không phải là sức tấn công nhá. Tốc độ tấn công của cái này nó chỉ là 1.6 nhưng mà sức tấn công là 6 lần. Vậy thì cái này thì sao? Cái này ta 8 sức tấn công à? Vậy là hình như là đam nó to hơn cả kim cương luôn hay sao? Đam nó to hơn cả kiếm kim cương luôn hay sao ấy anh em ạ?
Vậy là ba cái slot này là ba slot gì? Khá là nhiều những thứ lạ lẫm và mình cần phải phải có thời gian để tìm tòi. Và tất nhiên rồi, 10 tập là đủ để chúng ta có thể tìm tòi ở trong cái trò này. Và mình sẽ cố gắng làm một tập nó dài một chút xíu nhá, để có thể gọi là gần như là tìm hiểu hết luôn. Hôm nay chắc là mình sẽ đi hết cái ngôi làng này. Wow, ở cái làng này có khá là nhiều đồ này, chắc chắn là mình sẽ phải lấy hết đồ đây rồi. À mà quên, trước tiên vào thì mình cũng xin phép mọi người là cho mình sử dụng cái câu lệnh, đó là game rule đúng không? Game rule, keep đúng không? Keep inventory xong rồi tree cái. Đó, thì cái việc đầu tiên ta cần làm đó là chúng ta cần phải mở cái keep inventory. Và đầu tiên là mình cũng xin cái giường luôn, để có gì tương lai mình sẽ cần đến cái giường ở đấy anh em. Nhưng mà cái series này cũng là một cái series phiêu lưu thôi. Thực ra là cái series Pisamon nó cũng là một cái series phiêu lưu ấy anh em. Và series này cũng là một cái series phiêu lưu. Đấy, mình cần một ít cái này. Thực ra thì cái này lúc nào cũng cần hết đấy các bạn. Và chúng ta sẽ làm một cái bản chế tạo ở đây. Để... Ui con gì đây? Ở đâu phải, nó chỉ là một cái gì đó nó bắn ra thôi. Mình tưởng nó là một cái gì đó chứ. Rồi, một cái bản chế tạo. Trong 1 tỷ cái bản chế tạo sắp tới mà Vũ Lít có thể chế tạo được, sẽ để ở đây. Và mình sẽ làm một ít bánh mì anh em ơi. Đó. Ủa? What? Cái này không làm bánh mì được à? Ồ, cái bản này, cái này không làm bánh mì được anh em ơi. Toang. Mình tưởng cái này nó làm bánh mì được nhưng mà xong. Cái lúa mì ở bản này không làm bánh mì được anh em ạ. Nên là tạm thời thì chúng ta vẫn đang phải suy nghĩ và đắn đo về mấy vấn đề gọi là thức ăn. Ở đây có một cái cửa để chúng ta mở ra và đi ra ngoài. Cửa này như là cái cửa ở đâu? Cửa này là cái cửa ở trên nữa. Vậy là còn đường xuống dưới nữa, xem nào. Dưới đây có giường không? Không có giường. Rồi, vậy là coi như là cái đống này coi như là vứt đi anh em ạ. Thực ra thì ở trong đây có khá là nhiều thứ chúng ta có thể vứt đi được. Cái này 6 sức tấn công thì nó bằng đam với lại một cái đồ sắt thôi anh em. Nó không đến mức độ là ghê lắm. Nên là có cũng được mà không có thì cũng không sao. Và đây là tầng trệt. Vậy là hồi nãy mình đi từ tầng cao lên. Wow. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm mấy ngôi làng. Từ mình sẽ lấy một ít potato anh em, ít khoai tây. Không biết là khoai tây đấy có nướng được không anh em. Bởi vì là mình... Ui, 44 khoai tây. À, mình có khá là nhiều bánh đấy. À, làm được cả một bịch khoai tây à? Hay á, nhưng mà không... Có nướng được không? Cái gì làm được cả bộ giáp khoai tây đấy anh em? À đây, nướng được, ngon. Nói chung là nướng được là ngon đấy anh em. Đây có cả củ dền nữa này. Phải không? Đúng, chính xác. Không phải, đây là cái gì? Lốp ly à? Không biết cái củ này củ gì luôn. À, từ từ đã. Không biết là mình đang để... À, để chế độ chơi là độ khó bình thường. Mình sẽ khóa độ khó nha anh em. Chứ mất công mà mốt anh em lại kêu là mình sử dụng mấy cái độ khó khác. Wow wow. Ở dưới đây có một cái hố này. Tí mình sẽ đi xuống cái hố dưới đây để mình xem là có kim cương hay có gì không. Bên kia nó có một cái tòa tháp kìa. Chính xác rồi. Mỗi lần mà nhắc đến Hesit thì ta sẽ nhớ đến tòa tháp. Và từ từ đã. Các bạn có nhớ không? Là ở đây nó sẽ có một cái Grid Sword. Không biết là bản này có không. Đây. Đúng đúng đúng, chính là nó đấy anh em ạ. Để xem, ấy từ từ. Mình xem thử xem cái này. Ủa cái này chế tạo như nào ta? Ủa cái này không chế tạo được à? Ủa? Bùn quá nhờ. À, nên R chứ. Ủa? Cái này không chế tạo được anh em ạ. Hồi trước thì chúng ta có thể chế tạo được. Mà nhưng cái Grid Sword này nhìn nó đẹp hơn cái Grid Sword cũ ấy. Nhìn nó khá là chất lượng ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái tòa tháp bên đây. Mình vừa thấy là ở chân mình có cái dấu hiệu là chạy nhanh hơn. Quả này quả mọng đúng không? Đấy, bây giờ mình cần phải lấy một ít đồ ăn anh em ạ. Để tránh cái tình trạng là mốt là mình sẽ bị đói. Bởi vì là cái series này thì không phải là một cái series gọi là bình yên. Nên là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị kỹ càng. Ở đây. Ui. Ủa. À đây, có một cái mở cửa nha anh em. Có một cái mở cửa, chúng ta sẽ mở cửa và chúng ta đi lên. Cái gì đây? Cái gì đây? Hình như là ở trên có boss hay sao anh em ạ? Các bạn có nghĩ giống mình không? Mình thấy có tiếng nổ ở phía trên. Cái gì nó nổ ấy nhở? Wow, có đường lên nữa không? Ồ, chỉ tới đây thôi anh em ạ. Và thật ra thì đây nó cũng chả có cái gì ấy hả? Ơ chết rồi, bị vướng mạng nhện. Ui, từ đây chúng ta có thể nhìn bao quát ra ngôi làng. Bên đây nó một cái khu gì ấy anh em ạ. Cái khu bên đây nhìn nó cũng khá là kinh. Cái ngôi làng như là mình vừa đi từ bên đây qua. Cái nhà mình vừa vào kia đúng không? Ở kế bên cái nhà mình vừa vào nó có một cái nhà cũng khá là cao. Bên đây nó có cái tháp và ở kế bên cái tháp nó sẽ có một cái làng nữa. Và ở trên kia nó là một cái đảo trên mây. Mình sẽ khám phá cái đảo trên mây cũng như là cái tòa tháp kia ở những clip sau.
Còn hôm nay thì mình cố gắng là mình sẽ phải đi hết cái tòa nhà này, xem là bên trong nó có gì anh em ạ. Đi hết cái khu làng ấy chứ. Thực ra khu làng nó khá là dài ấy. Ui, có mấy con heo. Heo này nó bị nhiễm độc rồi anh em. Không biết là con heo này có bị cái gì không, nhưng mà nhìn chúng nó kiểu bẩn quá. Chân nó bị lấm lem bùn lầy này anh em. Khá là giống với lại một cái mod mà mình từng chơi. Nó là con heo đen xì anh em. Con lợn đen. Ủa, vai trưởng với con heo đen này. Bẩn con heo thì bẩn con heo đen. Không có con heo này là hồng hào này. Mình sẽ đập con heo hồng hào để mình sẽ lấy thịt heo. Ồ, nó rơi ra cái gì này. Cái này thì ủa, mình vừa thấy nó có cái gì tam giác là tác giam mà sao không thấy nó ta. Đây để mình chém thử một con nó xem nó có ra không nào. Bởi mình thấy nó ra cái gì tam giác anh em. Nào. Ơ, không có à. À đây, ra ta lâu. Ta lâu dùng để chế tạo cái nến à. Ta lâu ở dịch cái tiếng Việt nó là cái gì. Thôi nhưng mà đây không phải là một thứ mà chúng ta có thể cầm được. Nên là mình sẽ bỏ thứ chém con heo đen xem nó có ra gì không. Mày heo đen này, chả ra cái gì anh em. À vẫn ra cái ta lâu. Ra mấy hạt giống này. Thôi không cần thiết. Ngoài ra đấy nó còn có cái khối xương à. Hay à. Khối xương này chúng ta có thể dùng để trồng cây. Nhưng mà đây không phải là một cái series gọi là ở nhà, nên là mình sẽ không trồng cây ở trong cái trò này ha. Mốt mà nó có một cái gì đó ở nhà, ví dụ như là một vài cái series đó nuôi chăm sóc thú cưng á, thì mình sẽ ở nhà và mình sẽ gọi là xây dựng, chăm lo. Còn đây không phải là một cái series ở nhà, nên là tạm thời là sorry cái series này. Mình ngủ anh em ạ. Đấy, cái này là mình chỉ cần đặt cái đây thôi là mình có thể ngủ được. Anh em thấy hợp lý không? Đấy. Rồi mình cứ mang cái giường theo, chỉ cần trời tối là mình sẽ đi ngủ. Bởi vì là tạm thời là tập này mình rất là yếu, nên là mình chưa thể nào có thể gọi là chiến đấu với những con quái được anh em ạ. Chiến đấu với những con quái thì cứ từ từ thôi. Ô, cái khu này là khu gì ấy nhở? Khu này là... À, nó spawn ở những con người xương. Nhưng mà khu này nó chỉ spawn vào trời tối thôi. Vậy là khu này là lãnh địa người xương anh em ạ. Triệu hồi quái vật bộ xương. Chỗ này ta cũng cần lên level nha. Khá là nhiều mạng nhện cũng như là xương. Và một cái cuốn sách. Cuốn sách này chúng ta có thể sử dụng để làm bàn phù phép, làm sách, làm cái Mastery and You Travel Lookbook. Ồ, cuốn sách làm được nhiều thứ có vậy. Ồ, nhưng mà đa phần là kệ sách thôi, nên là mình sẽ không cần cái cuốn sách này. Sách cái bút lông. Cái này chúng ta có thể dùng để viết và ký hay sao ạ. Ừ. Rồi, ký tên Vũ Lít đẹp dài. Vũ Lít, rồi. Mình sẽ để đây cho những ai mà tới sau nha. Họ sẽ thấy. Đấy, cuốn sách của tôi đấy. Hãy tới và lấy nó đi. Ui, bọn người xưa này nó còn nuôi cả bò à. À, chỗ này nó còn spawn ra zombie. Vậy là mốt là mình mà cần kiểu luyện cấp ấy, thì mình cứ ghé vào mấy cái chỗ như này để mình luyện được. Còn cái này là cái gì đấy? Không biết cái này là cái gì anh em ạ. Mà thôi kệ đi. Nó sẽ có một số cái thứ mới ấy. Không phải là cái gì cũng mới, nhưng mà nó sẽ có một vài cái thứ mới. Cái tòa tháp kia thì từ từ đã. Cái nhiệm vụ hôm nay chúng ta là đi cho nó xong cái ngôi làng này đi. Ngôi làng này là một trong số những thứ khá là mới và mình chưa trải nghiệm ở trong cái game này. Đây. Ở chỗ này mình vừa đi mà đúng không? Đúng rồi, cái tòa tháp này chính là cái tòa tháp mình vừa đi này. Và ở trên nó chả có gì. Nhưng mà nhìn kỹ thì ở trên cũng có vẻ là có cái gì đó đấy. Đây, hồi nãy mình đi, ui. Tí nữa mình sẽ xuống cái hang này luôn. Đi xong cái tòa tháp và xong đi qua cái hang này nữa. Là mình nghĩ là đẹp. Là ui vãi. Trời ơi, đi hớ hình của này là không được đâu. Mình cũng đang bị thiếu đồ ăn này các bạn thấy không? Vì mình chơi mấy cái series mà nó bình yên nhiều quá rồi. Cho nên là khi mà mình đi vào chơi mấy cái series này cái là nó sẽ bị thiếu ấy. Còn mấy kiếm chặt thì nó lại hơi bị giảm độ bền của vũ khí. Nó không sao anh em. Đấy, đây là giờ chơi cái series này. Ăn nhanh về. Vãi. Mình có rất nhiều bánh bí ngô. Không biết là nhiêu đây bánh bí ngô có đủ cho cả một series hay không. Nhưng mình nghĩ là mình đang có khá là nhiều ấy anh em ạ. Và trong cái làng này có khá là nhiều lợn. Đấy, và được cái là mở cửa. Sơ. Hiệu ứng mở cửa rất đẹp. À, ở đây có một cuốn sách của một người mang tên là Elamila. Còn cái này thì toàn tiếng Anh thôi. Nó là một cái câu chuyện 60 đám mây. Câu chuyện về 60 đám mây. Cho nên là mình không biết gì thì mình sẽ đốt nó đi anh em. Bye bye. Đốt cuốn sách đi. Để không ai biết về cái tiểu sử về 80 đám mây. 80 đám mây nó là cái gì? Đây cái tòa tháp mình vừa chưa lên này anh em.
tháp này là nó nằm kế với lại cái tòa tháp bên đây, tòa tháp cái tòa nhà bên đây hồi nãy mình lên rồi, còn tòa tháp này mình chưa lên. Đây là bây giờ mình quyết định là mình sẽ lên cái tòa tháp này để xem là bên trong nó có cái gì. Hello, ở đây có bàn này, có đồ nấu ăn này. Công nhận là lâu quá không chơi Hair Seed thì bây giờ nó có khá là nhiều những thứ lạ ha. Không biết là nó có thế giới Twilight Forest không? Nếu mà nó có thì mốt mình có phải dành 1-2 tập mình đi qua bên thế giới Twilight Forest. Và nếu mà cái series được mọi nhiều người ủng hộ thì mình nghĩ là tương lai chắc là mình cũng phải làm một cái series nó dài đấy, và cùng tên cái thứ này anh em ơi, được á. Mình nghĩ là mình cần phải sử dụng cung tên thay vì việc là dùng mấy cái này nhiều. Chưa có giày. Rồi, vậy là coi như là mình được một bộ đồ đầy đủ rồi anh em. Cá cũng có thứ chắc là mình không có mang theo. Ở đây bắt đầu là tới cái thời gian để mình sắp xếp đồ lại rồi. Với cả là mình check xem là ở đây nó có cái ba lô không anh em ạ. Mình nghĩ chắc là nó có đấy. Còn nếu không có mình không có thể thêm được anh em ạ. Ủa đây đâu phải đây đúng không? Không phải, cái này có phải ba lô để mình chế tạo không ta? Mà mình không chế tạo được mấy cái này anh em ạ. Đây, không chế tạo được mấy cái ba lô này. Backpack nhỉ? Hình như nó là backpack hay sao ấy. Đây, làm được á. Đó, chúng ta có thể chế tạo được ba lô nhá anh em. Hợp lý á. Là chúng ta cần vàng, cần len, cũng như là cần da thuộc. Hiện tại là mình chưa có thứ gì trong đây. Nhưng mà vậy thì tương lai là chúng ta có thể chế tạo được. Backpack cũng khá là ngon. Ít ra, à từ từ, để mình lên mình nhìn đã. Phóng tầm mắt ra và nhìn ra xa để xem là nó có những cái gì. Ở kế tòa tháp kia nó sẽ có một cái ngôi nhà. Wow, cái làng này nó có nhiều đèn quá anh em. Các bạn đã công nhận cho mình một điều là cái làng nó rất là nhiều đèn không? Và mình đã đi gần như là hết ngôi làng rồi. Khi mà mình trèo lên trên cao như này thì mình có thể nhìn ra xa. Và mình có thể nhìn thấy tất cả cái khu làng này nó có những cái gì. Và mình thấy nó khá là tuyệt vời đấy chứ. Kế bên cái nhà kế bên này mình đi rồi này. Nhà này mình cũng đi rồi. À, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới hang anh em. Đấy, cũng là một ngày thành công. Bởi vì là mình nghĩ là chỉ cần vào được một cái hang thôi là cảm thấy nó thành công rồi mọi người. Ui, cái gì đấy? Ui phát. Ui, ê, mình tìm thấy một thứ gì đó rất là hay. Ấn phát là đi leo xuống luôn anh em ạ. Skip luôn, hợp lý. Ở cái này lần đầu tiên mình thấy luôn anh em ạ. Không biết là ở mấy cái bản bình thường nó có không ha. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy mà ấn chuột phải phát là nó leo phát thẳng lên trên luôn. Như vậy thì nó sẽ khá là tiện lợi. Ui con gì kia? Nó có đánh mình không ta? Con này giống con quái anh em ạ. Mình nghĩ con này là con quái. Chính xác. Chúng ta đã gặp con quái đầu tiên. Ủa? Ô nó không có ấy à? Ui vãi. Châu có mày. Nào. Ở đây. Con này. Con quái vật đầu tiên. Nó khỏe đấy. Wow. Một series PvP. Và chúng ta đã thấy một con quái. Quái than anh em. Quái than thì nó mới rớt ra than chứ đúng không các bạn? Nếu không phải là quái than đâu có rớt ra than đâu. Rồi. Vậy là có những cái chấm đỏ ở map. Mình chạy qua cái chấm đỏ bên kia xem là nó có đúng là một con quái nữa không. Và nó là cái con gì? Nó là cái con gì? Đâu? Ở dưới à? Ờ. Ui đấy đấy, golem anh em ơi. À, mấy con này mình biết. Mấy con này thì, ui vãi, nó khỏe quá. Mấy con này mà bạn nào mà chơi cái series chơi series 1P, xem mình chơi series 1P biết mấy con này ha. Hello, né. Ui thôi thôi, mình nghĩ là mình chưa đủ sức để đấu với nó đâu anh em. Tao này mình còn quá yếu để đấu với đứa này. Mình có sắt không? Không có sắt. Mình đang tính là mình làm một cái cúp sắt đấy. Để có gì mình làm một cái xô. Để có gì mình đi xuống cho nó dễ các bạn ạ. Chứ tình hình thế này không ổn. Ăn cho nó đầy cây máu đã. Để nó hồi lại các bạn ơi. Đấy, chứ tầm này đi xuống cái này hơi khoai. Giờ mà có cái xô thì ngon ha. Cái xô múc nước xong rồi đó là đi từ trên đi xuống. Mốt đi lên nó cũng dễ. Nó như kiểu là một cái cầu thang á. Để chúng ta có thể đi lên, tiện đi lên đi xuống. Ở đây mình thấy có một chút sắt này. Nên là mình sẽ bắt đầu đào từ bên đây xuống. Để mình lấy một ít sắt đã. Mình làm cái xô anh em ạ. Đấy, anh em thấy chơi game kinh nghiệm nhiều. Kinh nghiệm của những người gọi là chơi game nhiều thì bây giờ cũng có một chút anh em thấy. Sau rất nhiều năm chơi Minecraft thì bây giờ tôi đã có một chút kinh nghiệm. Để gọi là làm hành trang cho quá trình chinh phục Hair Seed cùng Vũ Lít. Ok, hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ đồ đá. Bên kia nó cũng có sắt kìa anh em. Đó. Bên kia có hai cục. Mình nhớ là bên đây cũng có mà ta. Mà không nhớ đó là bên nào. À không nhớ đó là chỗ nào. Rồi mấy chỗ này phải ấn ship nha anh em. Ơ sắt đâu ta? Mình vừa nhìn ở bên đây có mà nhỉ. Giờ sao nó thành bên kia rồi?
Mình có nhìn nhầm không vậy? À đấy, đấy bên đây có này các bạn. Đấy, tuần này mình sẽ đào xuống một chút xíu. Ok, ok, thông minh. Được, hy vọng được 3. Ờ, thừa 3 rồi đấy. Quá là ngon luôn. Thứ chúng ta cần á. Nhưng mà tiện đường thì thôi xuống luôn đi anh em. Dạ, xuống luôn thì đi kiếm ít sắt ở dưới kia kìa. Chứ bây giờ mình lại đi lên làm cái xô thì nó hơi ấy quá. Ơ chết rồi, lẽ ra mình, à mình có gỗ mà. Đang định kêu là có gì mình làm ít gỗ anh em ạ. Để mình chuẩn bị đồ đạc các kiểu luôn. Tính ra cái hàng này nó cũng bé thôi, nó không có lớn. Nên là lại thêm một cái bàn chế tạo, trên 1 tỷ cái bàn chế tạo mà Vũ Lít sẽ chế tạo được nha anh em. Hợp lý chưa? Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái lò. Lóng như cái lò. Ok, và chúng ta để ở đây. Úi giời ơi, nó cứ gọi là chuyên. Chuyên như là một diễn viên. Ngoài ra thì, à có than nè. Trời ơi, đúng là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà mọi thứ đang diễn ra một cách cực kỳ là tuyệt vời. Nó cũng không có vẻ là không nan giải lắm à. Mình cứ nghĩ là mọi thứ nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà thực ra thì không có gì là khó lắm. Cái gì là thành công luôn tới với những người may mắn à? À đâu, may mắn luôn luôn tới với những người tốt bụng. Và các bạn thấy là nãy giờ mình phải tốt bụng như thế nào thì mới may mắn như thế này. Nói thôi chứ cũng may mắn thật. Ở đây cũng có than này anh em. Đó, mình cần phải làm nào để mình làm một cái bộ đồ sắt các bạn ơi. Bộ đồ sắt thì đi ra ngoài nó cũng tự tin hơn. Bây giờ phải làm cái cúp đã anh em ơi. Mình nghĩ là mình cần làm một cái cúp trước. Đấy, lấy một ít này ở đây. Ok, làm được cái thời kỳ đồ sắt rồi. Anh em thấy lâu không chơi chứ giờ chơi vào thì nó vẫn mượt mà đấy chứ đùa đúng không các bạn. Làm cái cúp rồi. Còn cái này không biết là lấy được không. Nó không có thông tin anh em ơi. À đâu, đào nhầm. Nó không có thông tin nên là mình không biết là chúng ta có thể lấy được cái này không. Cái này chắc cũng phải nung lên anh em ạ. Đây là một cái hợp chất. Hợp chất mới. Mình không biết nó là cái hợp chất gì. Rosite. Ui ra được cái Rosite này. À cái này mạnh hơn cả đồ kim cương nữa. Ui 19 dam. Nhưng mà chúng ta cần phải có đen xe rock cũng như là cái limon rút gì anh em ạ. Ui có cái cây phóng lợn. Ân được. Ui cái gì đây? Vãi trưởng giật cơ mình. Cái Underwork kia nhìn có vẻ xịn đấy anh em. Đun lên được này. Được. Cái đồ này thì nó mạnh hơn đồ kim cương luôn. Cho nên là thì tất nhiên rồi anh em. Mấy cái series này thì kim cương nó không phải là mạnh đâu. Chúng ta chơi nhiều chúng ta biết mà đúng không. Đồ kim cương nó chỉ là cái đồ bình thường ở mấy cái trò này thôi. Đồ kim cương như nó chỉ có 7 đam thôi. Đồ này mấy cái đồ kiểu ở trong cái mod Hexit này đấy thì nó sẽ có đam cao hơn. Thì cũng bình thường thôi. Bởi vì là mỗi lần chúng ta chơi Hexit thì nhiều khi kim cương nó còn xuất hiện cả ở trên mặt đất nữa mà. Nên là cũng không có gì bất ngờ lắm với cái việc là mấy cái đồ này nó mạnh hơn đồ kim cương. Nhân tiện chúng ta tìm hiểu một chút. Đấy, làm cả súng này. Vãi cả trường. 25.5 đam à. Và bắn, ui. Cái này làm được cả súng nữa, mà súng này nhìn có vẻ đơn giản ha. Sniper Flame, súng lửa hả. Chúng ta chỉ cần thuốc súng này, hai cục này, một cục sắt với lại một cái redstone à. Nhưng mà chúng ta phải chế tạo từ cái infusion. Mình có thể chế tạo từ infusion anh em. Ui. Nói chung là làm được cả mấy bộ đồ này nữa. Wow, mấy bộ đồ này thì mang đi chiến thì cứ gọi là chất luôn. Nhưng mà mình không đang suy nghĩ là cái này nó kiếm từ đâu anh em. Mình không biết cái descent rock nó kiếm từ đâu. Hơi chịu một tí. Ngoài ra tao có thể làm từ cái smelting này. Casting này, làm khuôn các thứ anh em. Ủa cái mod này thực ra nếu mà chúng ta mà chơi kỹ là phải chơi cả 100 tập, 200 tập thì nó mới hết. Nhưng mà nếu mà người ủng hộ nhiều thì mình làm nó dài ra hơn được. Còn nếu mà người ủng hộ ít thì chúng ta cứ 10 tập mà dã nha anh em. Thôi đi ngủ cái thôi anh em. Một ngày dài năng động luôn luôn được kết thúc bởi một giấc ngủ. Đấy là một cái điều khá là tuyệt vời. Lúc nào cũng trong cái sự trông đợi của chúng ta. Đó là một giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon là điều mà ai cũng muốn. Chả ai cũng muốn có một giấc ngủ xấu hết. Nên là mình luôn trân trọng những giấc ngủ ngon. Rồi chúng ta sẽ đào một ít đá đi. Mình sẽ dùng cái cục đá để đào lên nha. Ui. Kim cương anh em ạ. Vãi cả trường. Trời ơi. Đào tí đá ra luôn kim cương ạ. Áo thật đấy. Trời đất ơi.
Đúng là hồi đấy mình có nói về kim cương anh em. Và bây giờ như mọi người thấy là chúng ta thấy kim cương ở đây luôn. Vãi thật. Rồi nhặt cái đống kim cương này. Nhưng mà chúng ta có thể làm gì với nó ta? À đấy, làm rất nhiều đồ nhá. Kiếm kim cương để mình xem là bao nhiêu đam. Đấy, thua cả đam của cái cây kia anh em thấy không? Vì thế mà kim cương ở trong cái trò này chưa bao giờ là một thứ gì đó tuyệt vời. Ui, nhưng mà cái kiếm này thì sao? 16 đam, nhìn vẫn thua cái kia anh em ạ. Có cái sâu gummy này là cái gì nhỉ? Chắc là phải đánh cái gì đó ra mấy con. Koto Candy. Khá là nhiều đồ đấy anh em. Đấy. Nói chung là cái map này chúng ta làm mệt. Nếu mà chúng ta mà chơi kỹ thì cũng mệt. Khá là nhiều thứ hay ho. Có cái dìu không? Làm cái dìu đi. Làm cái dìu kim cương luôn cho nó chiến anh em ạ. Bởi vì là ở đây thì kim cương nó không đến mức độ. Ố, mình làm được cả cái chạc nữa hả trời. Cái que này để làm gì đấy? Từ từ nhá. Cái que để. Trời ơi chả làm. Hình như cái que này để phi hay sao anh em. Thử xem nào. Phai gì. Chả làm được cái gì với cái que này. Vãi cả trường. Đáp đi vậy. Rồi mình sẽ đi lên vậy. Ô, đây là cái nhà nó cao như này luôn đấy hả anh em. Vậy là mình đã đi hết cái nhà này chưa vậy? Cái nhà này cái móng nó cao vậy. Để mình thử lên xem là có đúng là cái nhà này nó cao như này không. Nếu mà cái nhà nó cao này thì ở dưới chắc chắn nó phải là một cái đung ghê ông hay là cái gì đó. Khá là ghê. Mình hy vọng là nó sẽ là một cái gì đó thật tuyệt vời. À, mình đang suy nghĩ là mình sẽ đào vào luôn nhưng mà thôi. Làm như vậy thì nó hơi bị ấy quá. À có mấy con smile ở đây. Tuy nhiên mình có thể đánh được mấy con smile này để mình lấy đồ. Mày, ê lợn đừng có đi vào đây. Mấy chú heo. Không biết là mấy cái đồ lấy rơi ra từ con smile này có ơi ra cái bịch gì này. Vậy là sẽ có một số đồ chúng ta đập ra được. Đấy. Loot bag. Có cái thứ gì đó ở bên trong. Mở. À. Đam, cái này ném ra đam anh em ạ. Ủa, đạn là cái gì? Chưa hiểu lắm. Cái này như là bỏ vào đạn đấy sao anh em? Đúng rồi. Throw weapon. Ủa, nó là cái throw weapon mà sao mình không ném được? Vậy nó sẽ sử dụng trên một cái món vũ khí gì đó. Mình đoán là như vậy. Có cái smile bone này sao? Cái này ăn được nhá anh em. Cái này chắc chắn là ăn được. Và chúng ta có thể làm được một vài thứ. Mà có vẻ những thứ đó thì không có xịn lắm. Ồ, làm được cái quần này. Ủa, cứ giữ đi anh em. Sẽ có một số món khá là ngon là chúng ta có thể giữ được. Làm được cái quần, cái áo, đôi giày. Đôi giày này thì nó cộng có 3 giáp thôi. Nhưng mà cái áo cộng tới 8 giáp lận. Nhiều phết đấy chứ. Hiện tại là nguyên một cái set đồ của mình chỉ cộng được có nhiêu đây giáp thôi anh em. Nên là theo mình thấy là nó khá là ngon á. Cứ giữ đi, tương lai cần anh em ạ. À quên, đang định kêu vào cái nhà này mà. Ồ, cái nhà này có một cái lối đi đằng sau, một lối đi đằng trước. Và mình thấy cái móng nó khá là cao. Vào trong xem biết đâu nó có sẽ có gì. À, câu trả lời là không có gì. Nó chỉ là cái móng của nó cao thôi anh em ạ. Cái móng nhà nó khá là cao thôi. Chứ phía dưới thì nó không có gì hết. Ủa, thế tính ra với cái móng nhà nó khá là cao. Ồ, đây lại là một cái hang khác. Ok, tuyệt. Vậy thì nhân tiện ta sẽ đi khám phá cái hang nữa. Rồi, bỏ cái này đi. Và chúng ta lại có thêm một cái bàn chế tạo trên 1 tỷ cái bàn chế tạo. Mình sẽ đi làm một cái xô đựng nước. Mình thấy là cái xô đựng nước này nó khá là tuyệt. Đấy, mình sẽ làm một cái xô đựng nước để có gì mình đi xuống cho nó dễ anh em ạ. Ok. Xuống dễ thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Đấy. Lúc nào đi xuống dễ nó cũng tuyệt vời hơn cái việc mà đi xuống khó đấy. Đó. Mình có thể đi xuống ở đây mà không mất một giọt máu nào. Ủa? Cái gì đấy? Wow, cái hang này nhìn có vẻ được phết đấy nhở. Vậy là mình phải làm một ít đuốc anh em ơi. Cần phải có một ít đuốc. Hello there. Vãi. Cái hang này mình phải dành cả một buổi ra để mình đi ấy chứ. Có rất là rất là nhiều sắt anh em ạ. Ồ, nhưng mà dưới đây nó có thêm một vài cái quặng khá là mới. Ê, cái gì đây? Ê, hơi sai lầm rồi đấy. Các em hơi sai lầm cái đánh ảnh rồi đấy. Nhưng mà việc đầu tiên tôi cần là ăn đấy. Ê, ôi cái gì đấy? Con này đi cả giày luôn. À, nó có đồ cận chiến luôn. Cái gì đây? Mạnh thế, đập một cái một đống luôn ạ, vãi thật. Hello mọi người, mình đã back to the game rồi đây. Trời ơi, hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà
cũng đúng rồi, bởi vì là đây là một cái series PvP mà lâu rồi mình chưa PvP cho nên là phải chấp nhận thôi anh em ạ. Chấp nhận cái khả năng gà của mình thôi. Với cả là ở dưới hang ấy mình thấy là có khá là nhiều kiểu đồ ngon á. May là mình sử dụng kíp inventory á. Và mình công nhận các bạn một điều là ở cái hang nó có khá là nhiều đồ ngon. Mình có thể xuống cái đấy và lấy mấy cái đồ đấy. Nhưng mà tạm thời thì chưa bây giờ anh em ơi. Hay là xuống luôn nhỉ? Có ông nông dân ở đây. Như đây là cái hang đấy luôn hay sao này anh em? Wow. Cái gì? Bên đây nó có cái vàng à? Đây có đúng là vàng không? Không. Ui. Giật cả mình. Sao? Muốn ăn thử mấy cái rìu của thạch xanh không? Cái series là PvP. Rơi một trái tim. Ủa trái tim đâu? Trái tim này là máu ấy anh em. Chúng ta có thể sử dụng cái trái tim này để ăn à? Chắc vậy, chắc ăn một trái tim này nó được cộng một máu. Vậy là mấy con quái ở đây nó không đến mức độ là quá mạnh đâu. Mình thấy có một cái hang khá là sâu ở bên kia. Có cả dung nham luôn nhá. Chắc mình sẽ đi từ từ tới đấy các bạn ạ. Ủa dưới đây có một cây đấy anh em ơi. Mấy cái hang ở trong đây rộng ghê ha. Mình cũng muốn xem là à đấy, cái chốt mình vừa đi. Chính đây con đấy không biết khỏi boss mà nó bắn đau vậy. Bắn đau vãi chày. Nó cận chiến được luôn anh em nhá. Đây chính là cái hàng của đấy rồi. Rồi anh ơi, chạy rất nhanh. Bắn rất đau. Ôi cái gì á? Rồi anh ơi. Này còn có tiếng kem mút nữa chứ cay thế, con này kinh quá anh em. Con này chịu quá. Đau đầu quá anh em, con đấy nó kinh quá anh các bạn ạ. Rồi nó mở cái chỗ mình ngủ này. Ai? Ê, các bạn nhớ cái này không? Hesico Asian. Chúng ta sẽ dùng cái Hesico Diamond này và chúng ta có thể chế tạo được bộ đồ mạnh nhất Acid. Nhưng mà bây giờ chắc là nó không mạnh nhất nữa rồi. Wow. Anh em nhớ cái bộ đồ này chứ? Chắc là anh em phải nhớ thôi. Mấy bộ đồ này, muốn là mình sở hữu một bộ đồ này thì mình mới mạnh anh em ạ. Chính xác là như thế đó. Được. Tương lai mình phải cố sở hữu mấy bộ đồ như vậy anh em ạ. Hợp lý á. Mấy cái đường này nó sẽ đi xuống cái hang đấy á. Đây này. Xin đây cái đường này này. Từ từ đã, mình phải làm thêm một ít đây. Làm thêm một ít cái đuốc anh em ạ. Để có gì mình soi sáng ở phía dưới. Chứ mình mà không soi sáng phía dưới anh em không thấy gì hết. Anh em lại bảo là tại sao lại không soi sáng ở phía dưới. Ok. Rồi, cái này nhanh đầy full đồ quá anh em ạ. Nim Stone. Cái Nim Stone này có cần thiết không ta? Hồi nãy mình chưa có xem công dụng nó, chắc một hồi mình sẽ xem công dụng nó xem nó là cái gì. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy một ít sắt đã. Mình cần phải làm một đồ sắt đấy anh em ạ. Cái Mastery and You này thôi. Dẹp. Cái này là thịt đấy anh em ạ. Nó ghi raw kìa. À không, nó chỉ là cái bản bản đấy gọi là bản raw là bản gì nhỉ? Bản không biết phải nói sao anh em ạ. Bản chưa chỉnh sửa, kiểu bản thuần túy ấy anh em. Nó kiểu như thế. Tại vì mình cũng không giỏi tiếng Anh lắm nên mình không biết giải thích cho các bạn như nào. Bạn nào biết về tiếng Anh nhiều thì các bạn thể ui, lại là nó đấy. Eo ơi. Từ đây nghe mấy cái tiếng ở nghe rợn thế. Mình chạy vào mấy cái hốc. Ôi kim cương kìa. Vãi. Quá trời kim cương ở đây luôn. Đấy, 11 bước chân là một bước kim cương nha anh em. Kim cương cái gì anh em có thể kiếm cái gì khó ở cái series với cái series này, nhưng kim cương thì đơn giản. Sao với con này nó chạy nhanh ấy nhở? Anh em cảm giác là cái con này. Ui đánh bạc cái chưa chết. Ui. Hình như mình đánh động cái con gì nó kêu gớm vậy. Cái gì đây? Nightfire Up The Work. Kim cương này các bạn thấy không? Series này thì kim cương nó nhiều lắm. À, con này chỉ có thể đánh bại nó bằng kiếm thôi nha. Nhớ chưa anh em? Tôi chưa được ăn nhầm rồi. Mình phải ăn cái bánh bingo rồi đấy. Anh em nhớ mấy con này không? Mấy con này trước chưa ăn pi gặp này. Ui cái gì á? Mày này, và chúng ta chỉ có thể đánh nó bằng kiếm thôi. Tiếp một điều là xong rồi nó không cho mình chúng ta nhìn thấy máu của mấy con này ta. Mình muốn nhìn thấy máu của mấy con này quá. Mà mỗi tội cái game này nó không cho nhìn. Kim cương ở dưới kìa. Quá trời kim cương luôn. Một cái series Acid với rất nhiều kim cương từ khởi đầu. Chắc là đầu game mình sẽ phải cố làm một cái set đồ kim cương luôn. Mình khỏi làm đồ sắt.
Đầu tiên là mình nghĩ là mình sẽ làm một cái bộ đồ sắt, nhưng mà thôi. Thế có làm được đồ này không ta? Hình như là đâu có chế tạo được bộ giáp dùng cái này liên quan này đâu đúng không? Hình như là chế tạo giáp điên từ cái này thôi. Đấy. Mấy cái này còn cái ammo painting thì làm thế nào thì mình không biết anh em ạ. Chitin. Chitin thì là mình nhớ đấy, ARK quá trời. Ở dưới đây có rất là nhiều quái nhá. Cứ đào sắt đi. Nếu mà kiếm được đủ kim cương thì làm bộ đồ kim cương cũng được. Còn nếu mà đủ, nếu mà không đủ kim cương thì chắc mình phải làm bộ đồ sắt thôi. Nhưng mà ở đây mình thấy có khá là nhiều kim cương này, các bạn thấy không? Cứ đi một bước là một đống kim cương, đi một bước là một đống kim cương. Mình sẽ đào một ít than nữa. Bởi mình nghĩ là cái series này mình cũng ở dưới nước, ở dưới hang nhiều ấy. Nên là mình cũng cần nhiều đuốc các bạn ạ. Đuốc cũng là một thứ gì đó khá là quan trọng. Lại là mấy con kia. Mình bắn được nó mà. Bởi mình thử... À đâu? Hello. À ok. Mấy con zombie thì mình bắn được. Bắn vô đầu. Ui sao khỏe thế? Khỏe thế. Con kia phải dùng kiếm nhá anh em. Mấy con này chúng ta có thể dùng cung, nhưng mà mấy con kêu rú rú kia là chúng ta phải dùng kiếm anh em ạ. Hiện tại là mình đang mặc mấy bộ đồ da, cho nên là mình cũng hơi yếu một chút xíu. Bây giờ mình sẽ đi đào mấy cái này đã. Đào một ít ít than đã. Tí nữa mình sẽ qua mình đại chiến ra sau. Level 10 thôi. Có cái gì đó đấy anh em. Cũng có một chút gì đó rồi. Khá là mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ lên rồi anh em. Mình nhớ là cái headset này nó có cái gì đó mà cho thể khiến chúng ta kiếm được rất là nhiều. Ôi. Có quặng mới. Đấy cái quặng gì này? Quặng hình trái tim này các bạn. À đâu. Thực ra thì cũng không giống trái tim lắm. Niche. Ồ. Niche dùng để làm thuốc súng thôi à? Thôi thế thì cần gì trời. Mình không cần làm thuốc súng lắm. Giờ mình qua mình farm con này nhá anh em. Đấy. Mày đứng mày gào. Qua đây mày. Từ mình nghe tiếng nhện. Ui ui. Gì á? Con nhện đúng không? Nhện thì nó quá tầm thường. Nhện thì không phải đối thủ của mình. À rơi ra cái túi. Đấy mấy con nhện nó cũng rơi ra cái túi anh em ạ. Để xem bên trong nó có gì. Con này như nó bị vướng hay sao ấy chứ. Ủa. Magic Tether. Có sắt này khá là ngon. Máu của chúa. What the fuck. Máu của chúa. Cái này để làm gì ta. Iron Update Kit. Cái này không làm được cái gì à. À nó update mấy cái đồ. À trời nó update từ mấy cái đồ kia lên. Ơ từ từ nhá. Vậy nó update từ đồ. À nó chỉ update được từ đồ đá, đồ sắt thôi anh em. Khá là cùi. Có cái này. Cái này để làm gì? Nhìn nó có vẻ hấp dẫn nên mình sẽ lấy nhá. Lấy tạm. Chứ để làm gì trong tương lai thì mình không biết. Con này nó bị kẹt nên là nó cứ kêu và đứng lên nó rú. Mình sẽ ra mình hóa kiếp cho nó anh em. À phải đạt tới level 5 Hunter á. Bây giờ làm nào đạt được level 5 Hunter. Tạm thời mình chưa đánh được nó bởi vì là mình chưa đủ level 5 Hunter. Trời ơi, cứ chạy vài bước là sẽ có kim cương nhá anh em. Cái game này kim cương thì không hề hiếm. Các bạn nhìn này. Ngoài ra có thêm một vài cái đồ tìm con gì kia. Con này nhìn khắm rồi. Mày là con gì? Mày là con ma. Con này giống con quỷ. Quỷ đầu loa vậy. Lại rơi ra đồ này anh em. Mấy cái đồ loot này. Rồi. Đúc tép là cái gì? Rồi toàn mấy đồ cùi anh em. Thôi tôi không cần. Ủa cái này sao? À thôi cái này tôi không cần. Trời ơi tôi cần thế thôi. Ê à, lại bắn. Trời ơi mấy con này nó cận chiến được luôn nha anh em. Mấy con này nó cận chiến nó đánh xa luôn. Được tao sẽ đấu súng với mày. Mày nè. Ra đây ra đây ra đây ra đây. Ra đây đi. Nào. Best VP đây. Mày VP không? Nào ra đây. Loài cái đầu ở đây. Loài cái đầu ở đây. Nào. Hộ ta hộ gái. Hộ á. À. Mày không biết ngày xưa tao chơi Skyward hơi bị hay á. Ló ra là ăn đòn liền. Đi luôn chứ nói gì đây anh em. Sao mà chịu nổi. À có cái giáp xích anh em ạ. Cái giáp này là cái giáp xích. Đấy làm ít kim cương đấy. Trắng miệng. Chơi game này trắng miệng bằng giáp kim cương anh em ạ. Đấy. Vậy là cái giáp xích cũng không quan trọng. Mình xem nào mình đang có bao nhiêu. 8 cục kim cương rồi khá là easy. Ở đây để có thêm này. Đấy bên kia cũng có kìa. Chắc là mình sẽ mới vào mình sẽ cố gắng đi kiếm một bộ giáp kim cương. Đó. Quá là đã luôn. Tầng này tầng mấy nhỉ? Tầng này là tầng 16.
Tầng 16 của mình có rất nhiều đồ kim cương. Ok. Ok, làm được 18. Bởi mình muốn là có rất là nhiều đuốc ấy, anh em. Nếu có gì còn soi sáng cái khu này nữa. Đấy, lại kim cương này các bạn thấy không? Còn cái này là cái gì? Đào ra mới biết. Đấy, sời ơi, quá là ngon. Chắc là bây hiện tại mình dư nhiều đồ quá anh em. Chơi mấy cái series này thì đồ đạc nó dư lắm. Với cả là mình sẽ vứt cái đống khoai đi anh em ạ. Bởi vì nó rất là khoai. Ngoài ra có thêm cả mấy cái quặng mới này. Phải check ấy, bởi vì là nhiều khi là nó sẽ làm ra mấy cái món đồ cực kỳ là xịn sò từ mấy bộ đồ này luôn. Đấy, Amethyst. Ui, làm được cái Sumercy Swap. Bao nhiêu đam? 15 đam. Nhưng mà cái này kiếm như nào? Cái này kiếm như nào cũng không biết. Cái này 8.5 đam à? Ui, mạnh. Vậy thì cái này là một cái cấp độ mới rồi anh em. Cái này nó là một cái cấp độ mới rồi. Ngoài ra có cái mấy cái vàng vàng này. Cái này ngon nha, cái này ngon hơn cái cam của đấy. Cái nó giống cái gì ở bên Crazy Crab. Bên Crazy Crab nó cũng có một cái nó giống như này. Nhưng mà mình không nhớ anh em ạ. Bên Crazy Crab nó cũng có nhiều cái quặng lạ như này lắm. Có cái quặng vàng vàng, ấy, quặng này, cái này xương à. À, cái này mình nhớ là hồi nãy mình nhặt được rồi, nó rất là cùi anh em ạ. Cái máu của gót kia thì nó như nào ta? À, Thạch Anh. Ôi giời, ui, khối theo dõi nữa. Trời, làm được cả khối theo dõi nữa. Thạch Anh thì không ngon. Thạch Anh thì chỉ để xây nhà thôi anh em. Nên là chúng ta sẽ không quan tâm đến cái Thạch Anh lắm. Ê, chết, quăng nhầm. Chúng ta sẽ không quan tâm đến cái Thạch Anh lắm à. Giờ những cái gì mình không cần nữa mình sẽ quăng xuống dưới đây đi. Quăng xuống dưới đây đi anh em. Mà mình thấy cái gì cũng cần đấy anh em. Cà rốt, táo, limon à. Cái da đen này cũng ngon anh em. Đây. Cái này quất tạm đi anh em. Gỗ cần đấy. Gỗ cần nha. Đây, cái này không cần nữa. Bởi vì chúng ta đã có cúc kia rồi. Rồi, hợp lý. Tiếp tục đi mai anh em ơi. Bởi vì bên kia mình vừa thấy là nó có thêm cái khá là nhiều cái tím. Đây đây, cái vàng vàng này. Mình đang test từ mình đang muốn xem thử cái vàng vàng này nó là cái gì. Ấy. Amber. Wow. À. À không. Nhầm. Cái này cũng không làm được cái gì anh em. Block Amber cái này chỉ để cho đẹp thôi. Nên là xíu nó quăng được thì quăng. Wow. Hàng này nhìn dĩ chứ. Khá là cao, khá là nhiều Amber ạ. Đầu tiên mình tưởng cái cam cam này nó phải làm được cái gì đó cực kỳ là xịn sò và cực kỳ là vĩ đại luôn. Nhưng mà câu trả lời là không có gì ngon hết. Đây, cái này thì ngon nhá. Cái gì á? Nó ghi cái gì vậy? The Ancient Undead is over for now. Là sao? Là sao? Why? Ý của bạn là gì? Hãy nói cho tôi biết. Hãy sử dụng những cái ngôn ngữ của con người để nói đi. Của người Việt Nam đi. Đừng sử dụng tiếng nước ngoài nữa. Tôi đã dốt tiếng Anh rồi. Lại còn vứt cho tôi mấy cái ngôn ngữ nước ngoài này. Tôi chịu. Đây, bên đây lại có thêm mấy cái này nữa. À, con này nó chảy lên được. Ủa, cái gì đây? Thực thể khoái ạ. Ủa, vai sao tự nhiên lại đông cái này. Ủa, cái thực thể gì này? Thực thể gì đây? Ui, tàng hình à? Vai trưởng nó tàng hình anh em ạ. Ui, nó như kiểu là khói ấy. Ui, con gì này? Chạy né. Bò né Tây Ninh. Chạy anh em ơi. Chạy đã. Giờ đi lên rồi sao? Giờ chịu ấy, không biết đường lên đâu luôn. Ai mà anh bắn kem. Ôi giời ơi, lạc vào cái động bàn tư rồi. Chịu thôi, đông quá. Vãi trưởng anh em ơi. Ở ngoài đây thì trời mưa rồi. Mưa như là cái nỗi lòng của anh Vũ luôn. Ngủm liên tục luôn anh em ạ. Cay thật. Rồi, và tập 1 của series Hesit sẽ được tạm dừng ở đây nha. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.